Dạ, chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Dạ, anh cứ Biết gì không? chia sẻ. Chúng ta biết là cái xung đột Nga và Ukraine đang rất được quan tâm, Thế nhưng mà qua cái sự việc đêm hôm 18, đêm 17 đúng không ạ? Đêm 17 vào khoảng 0 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam thì phải, cái trận đấu giữa câu lạc bộ Sao Đỏ và đến câu lạc bộ Lazio Rangers của Scotland tại vòng 16 đội cúp C2 Europa League, thì các cổ động viên của Sao Đỏ Belgrade của Serbia, người ta đã đưa ra những cái khẩu hiệu, người ta liệt kê tất cả các cái cuộc chiến do Mỹ và NATO tham gia trên tất cả các nước. Đấy, người ta đưa lên và người ta đưa cái khẩu hiệu theo cái bài hát của ca sĩ mà John Lennon rất là hay, cái gì hòa bình đấy đúng không ạ, tất cả những điều như Vâng tôi thầy. muốn nói là hòa bình cái gì đấy đấy, thì cái thông điệp nó rất là hay. Thế nên chúng ta có thể thấy được là qua cái sự việc này ấy, thì theo em nghĩ nó cũng là một cái mà buồn cười, cũng rất là buồn cười. Thế nhưng mà ngược lại nó cũng có cái để chúng ta phải bàn, bởi vì thể thao thì không liên quan đến chính trị. Thế nhưng các cổ động viên này người ta đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng. Đấy, và đồng thời nữa cùng với hình ảnh những người dân ở Kiev của Ukraine thì người ta đã có những cái băng rôn khẩu hiệu người ta phản đối Mỹ ngay tại đại sứ quán Mỹ đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái việc đó nó như thế nào đấy, thì để chúng ta biết được không phải theo cái sự dẫn dắt chắc vũ của truyền thông Mỹ ở phương Tây, và đặc biệt là cũng có những ý kiến để các cái tờ báo của Việt Nam chúng ta ở trong nước, với phương châm với phát triển báo chí thì cũng mong muốn các tờ báo đưa ra những cái thông tin chính xác và khách quan, có sự phân tích, không yêu cầu các anh phải phân tích đúng sai mà chỉ cần các anh có sự phân tích theo một cách đa chiều và khách quan để cho người đọc người nghe tiếp nhận thông tin nó Đúng đảm rồi, bảo trung thực khách rõ quan hơn hơn. đấy. Chứ sau khi cái sự việc mà cổ động viên Sao Đỏ có những băng rôn khẩu hiệu đó thì em vào Google em tìm gần như là không có, đến ngày hôm nay tìm cũng không có, mà chỉ có trên các kênh YouTube hoặc là Facebook của anh bên thì có. Thế tại sao lại phải như vậy? Và kể cả những cái bài viết và những cái clip của truyền thông Ukraine, người ta xuyên tạc, người ta bôi xấu về cái cuộc chiến của chúng ta và lãnh tụ của chúng ta, thì cũng chả thấy các anh lên, các anh có sự phân tích, các anh phản biện một Đúng rồi. cách nó khoa học, nó đúng, đảm bảo với trình độ báo chí, đảm bảo khách quan, có những dẫn chứng cụ thể lịch sử để cho mọi người có thể tiếp nhận thông tin nó đúng đắn. Chứ nhiều người không tìm hiểu thì sẽ cho rằng cái thông tin đó là thật. Đấy, nó rất là nguy hiểm. Thì cũng cũng có thêm một cái ý kiến về góc độ đó. Thế thì cái cuộc chiến ở các nước Mỹ và NATO tham gia ở các nước thì nó rất nhiều, thì chúng ta biết rồi. Đấy. Thế thì tại sao ngày hôm nay đưa ông Putin ra tòa án quốc tế đúng không ạ? Và Quốc hội Mỹ đã thông qua coi ông Putin là tội phạm chiến tranh. Thế thì bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ và NATO, các nước NATO tham gia các cuộc chiến của các nước đấy, và cái số lượng người chết thì chúng ta đều biết rồi, hơn rất nhiều so với Ukraine hiện nay, thì có đưa những cái ông đó vào cái tội phạm chiến tranh hay không, có đưa vào không, có được xếp vào tội phạm chiến tranh không, có được xếp vào là độc tài không? Tại sao không bất kỳ một cái kênh thông tin nào ở nước ngoài cũng vậy, ví như trong nước thì nó hơi có, nhưng nước ngoài chưa bao giờ các anh đưa lên, chưa bao giờ các anh đưa lên cả. Nếu mà ông Putin, em thì em không ủng hộ cuộc chiến đấy, em cũng không có ủng hộ bên nào cả. Thế nhưng mới cuộc chiến ngày hôm nay ở Nga và Ukraine mà ông Putin được đưa ra tòa án quốc tế với tội phạm chiến tranh, thì em nghĩ tất cả các tổng thống Mỹ gần như là tội phạm chiến tranh hết. Anh can thiệp một cách trắng trợn vào một quốc gia có độc lập, có chủ quyền đúng không ạ? Có lãnh thổ riêng, được quốc tế, Liên Hợp Quốc, thậm chí nằm trong thành viên của Liên Hợp Quốc và được quốc tế công nhận, đặt quan hệ ngoại giao, mà anh còn can thiệp, các anh đánh người ta một cách trắng trợn như vậy. Đấy. Thì
Các đời tổng thống Mỹ chả có ông nào trong sạch cả, chứ đừng có nói đến là đoạt giải Nobel hòa bình, đúng không ạ? Ông mang quân đi Đúng ông rồi. đánh nước người ta thì được, thì ông lấy cái tư cách gì để ông nói người ta là tội phạm chiến tranh? Và chúng ta cũng phải nên nhớ một điều, cái tiêu chuẩn kép đó thì chúng ta đã nói rồi, thế nhưng mà ngược lại cái tiêu chuẩn kép này nó khẳng định cái gì? Nó thể hiện rõ cái bộ mặt mà em khẳng định là có thể nói là ngạo mạn đấy, và thể hiện cái bá quyền của Mỹ và các nước phương Tây. Bây giờ anh em chúng ta nhớ lại một chút, là vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, là đúng 11 năm, tròn 11 năm xảy ra cái khủng hoảng ở Syria. Đấy, cái cuộc chiến ở Syria à, nó khủng hoảng liên quan đến góc độ nhân đạo. Thế thì Liên Hợp Quốc đó, mới đây đã công bố số liệu cho thấy là trong 11 năm qua là Syria có ít nhất là khoảng 350.000 người thiệt mạng, hơn 12 triệu người vô gia cư, 14 triệu thường dân cấp bách cần viện trợ nhân đạo. Và ngay cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi triển khai các cái hành động thiết thực đẩy mạnh tiến trình về chính trị và kết thúc nỗi khổ đau người dân Syria đã kéo dài 11 năm qua. Thế nhưng mà cái lời kêu gọi này có được Mỹ và các nước phương Tây quan tâm hay không? Chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Chả thấy quan tâm. Đấy. Chả thấy quan tâm gì mà bây giờ người ta chủ yếu người ta hướng mũi dùi tất cả gần như các kênh truyền thông, báo chí đưa tin này kia đều chĩa cái mũi dùi vào nước Nga và Tổng thống Putin. Đấy, Tổng thống Putin. Nhưng ở phía đối diện Ukraine thì những cái hình ảnh là bắt cái nhà đàm phán chưa qua xét xử mang đi xử bắn, bắt những người già trói vào các gốc cây đó, nó có phải là hình ảnh tốt đẹp và nhân văn không? Nhưng mà các anh có đưa lên không? Không, các anh không đưa lên. Thì cái cuộc khủng hoảng khoảng ở Syria đó thì nó ngược lại, thì chúng ta lại nhìn lại ở Ukraine cái vấn đề mà người dân của Ukraine tị nạn thì được Nga à, được Mỹ và phương Tây đấy à, lên tiếng rất là quan tâm, rất là tạo điều kiện. Thế nhưng mà các cái sắc tộc khác, đặc biệt như ở Syria hoặc Afghanistan và các nước Trung Đông ấy, mà khi mà người tị nạn thì Mỹ và phương Tây nó gần như là nó có cái thái độ phân biệt chủng tộc rất rõ ràng về cái này. Đấy, thì chúng ta thấy được là cái sự phân biệt của phương Tây đối với người tị nạn là Trung Đông là chúng ta thấy rõ rồi. Đấy. Và ngay kể cả những người ở Afghanistan vậy, người ta đâu bao giờ người ta đề cập đâu. Bởi vì cái nước Afghanistan đấy là chính là do Mỹ thực hiện cái cuộc tấn công xâm lược Afghanistan với cái lý do là giải giải trừ khủng bố, đúng không ạ? Chả biết là đất nước người ta tài trợ khủng bố, sau này cuối cùng đưa ra cũng chả có cái tài liệu nào chứng minh để là khủng bố cả, rồi là vũ khí hủy diệt cũng chả thấy đâu cả. Nó là một, mà ông Colin Powell sau này ông trả lời phỏng vấn ông bảo là một cú lừa lịch sử. Chúng ta thấy rồi, đúng không ạ? Thì cái đúc kết lại là cái thể hiện cái bá quyền, cái liên minh cũng vậy, cái tổ chức liên minh cũng vậy, nó thể hiện cái bá quyền của các cái nước lớn khi người tập hợp lại. Đấy, nếu như nước nào không tuân theo hoặc là không chịu giống như kiểu là không muốn cho các nước này bảo kê, bảo kê đã có nói theo cái ngôn ngữ dân gian bảo kê thì là ngay lập tức sẽ bị đánh chiếm dù bất kỳ một lý do nào. Đấy, bất kỳ một lý do nào, chứ không riêng gì các nước xã hội chủ nghĩa cả, kể cả các nước khác. Thì chúng ta thấy được cái càng ngày, đúng không ạ, càng ngày chúng ta nhận thấy rõ được cái bản chất, kể cả về truyền thông, kể cả đường lối chính trị, kể cả về cái tư tưởng cao đẹp cao thượng của người ta luôn kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền, nó mục đích chính cũng chỉ thể hiện cái bá quyền tham vọng làm chủ thế giới của Mỹ và các nước phương Tây thôi, chứ ngoài ra theo em nghĩ không có tác dụng gì cả. Bởi vì chúng ta nhìn lại từ Syria các nước làm đến bây giờ đã có được cái tự do dân chủ nhân quyền chưa à, đã có chưa, thử hỏi có chưa? Chưa có, và không biết đến bao giờ mới có. Và đau thương là người dân mà các nước này phải gánh chịu, đó là vấn đề thứ ba em chia sẻ. Vấn đề cuối cùng em chia sẻ đó là vấn đề góc độ giải Nobel hòa bình. Thì ông Alfred Nobel thì chắc mọi người cũng đã biết rồi, ông ta sinh năm 1833 tại Stockholm, Thụy Điển. Ông là một người có thể nói là một nhà khoa học rất là tài năng. Ông là cha đẻ của cái chúng ta cứ gọi là thuốc nổ đấy, thuốc nổ đấy. Nổ.
và vì dạ đó vì thuốc nổ đấy, thì với cái mục đích nghiên cứu đầu tiên của ông ta thì cũng không phải là vấn đề mà ông ta nghiên cứu ra để giết người đấy. Thế nhưng mà ông cũng đã đặt biệt danh, ông đã đặt được đặt cho cái biệt danh là ông trùm, đúng không ạ? Có thể nói là có nghĩa là người ta đặt cho ông cái biệt danh là nhà buôn cái chết. Thì sau khi thấy cái nghiên cứu của ông cảm thấy cái sự nghiên cứu của ông nó có gây hại đối với người khác thông qua các cuộc chiến như hiện nay chẳng hạn, thì ông đã để lại khoảng 94% tài sản của mình để thành lập các cái giải Nobel để trao cho những cái cỡ người có những cái cống hiến đặc biệt xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, hình như là trừ toán học ra, còn về hóa học, vật lý hay là văn học, y học, vân vân cả, đều có giải thưởng, và trong đó là có giải thưởng về hòa bình, là cá nhân hay tổ chức mà có được cái thành tích tốt nhất phục vụ cho lý tưởng tình thân thiện quốc tế, ngăn chặn hay giảm bớt các cái đội quân thường trực hay là thành lập hay là xúc tiến tiền sự tiến triển của hòa bình, thì trao giải Nobel hòa bình. Thế thì chúng ta nhìn lại một chút, em không nói đến nước Mỹ nữa mà em nói đến một cái nhân vật mà mọi người đều biết có sự cống hiến rất là lớn lao cho châu Phi. Châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng, đó là ông Nelson Mandela. Vâng, xem mặt đề. Thì mọi người đều biết là ông đã đạt giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1993. Thế nhưng mà cái giải Nobel của ông Mandela đấy, thì đoạt giải Nobel thì chúng ta không phải bàn cãi rồi, chúng ta có thể nghiên cứu thêm cũng bàn cãi với sự cống hiến của ông nhằm giúp chống lại cái chế độ phân biệt chủng tộc hay là các cái vấn đề khác để nhằm đoàn kết các cái nước châu Phi dân tộc có ở sắc 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 da màu đen đấy ở khu vực châu Phi nói chung và ở Nam Phi nói riêng đấy, thì chúng ta biết rồi cái tầm này thì chúng ta có thể hiểu là cái cống hiến của ông nó lớn như thế nào. Thì ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 93 nó không có gì bàn cãi đối với một cá nhân em mà nhìn nhận góc độ trung lập. Thế nhưng ngược lại là chúng ta thấy được cái giải Nobel này ở góc độ là như thế này. Ông đoạt giải Nobel nhưng mà lại gây tranh cãi trong suốt cuộc đời của ông. Bởi vì sao? Bởi vì các nhà phê bình cánh hữu đã tố cáo ông là một kẻ khủng bố theo cộng sản. Chúng ta thấy được không ạ? Một kẻ cánh các cái nhà phê bình cánh hữu đó đã tố cáo ông là một kẻ khủng bố theo cộng sản. Thế thì cái giải Nobel này người ta đặt ra với mục đích là tôn vinh, đúng không ạ? Tôn vinh không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, màu da mà chỉ tôn vinh những người có những cái cống hiến nổi bật, xuất sắc, đứng đầu thế giới về lĩnh vực đó và được quốc tế công nhận. Thế thì ông Nobel ông đoạt giải, ông Mandela ông đoạt giải thì nó không có gì bàn cãi. Thế nhưng em muốn trao đổi ở đây là những nhà phê bình cánh hữu tố cáo ông ta là kẻ khủng bố theo cộng sản. Đó là cái góc độ gì chúng ta thấy không? Mà Nam Phi có phải một đất nước cộng sản không? Chúng ta thấy được các cái giải thưởng này nó đã mất đi ít nhiều một cái giá trị. Và đặc biệt nữa, nếu như mà trao giải Nobel Hòa bình cho ông Zelensky ấy, thì theo em nghĩ cái giải này nó không còn mang ý nghĩa gì nữa. Đối với cá nhân em thì nhận như vậy. Đối với một người lãnh đạo quốc gia, khi anh có những lựa chọn sai lầm, đưa quốc gia mình vào các cái cuộc chiến nó không đáng có và đáng ra không nên có mà anh còn được giải Nobel Hòa bình. Thế thì nếu như ông Zelensky mà đạt giải Nobel Hòa bình thì em cá nhân em mạnh dạn đề nghị là phải trao giải hết cho các ông Gaddafi, các ông lãnh đạo của các nước đã từng bị Mỹ và NATO đánh chiếm, ông Milosevic đúng không ạ, ông gì đó của Liên bang Nam Tư này, Năm tư, rồi ông đúng rồi. Gaddafi đấy, ông Gaddafi, ông các ông mà các quốc gia đó người ta còn kiên cường hơn nhiều, đất nước người ta khó khăn hơn nhiều, bị nhiều nước tham gia đánh một lần đúng không ạ,
bị nhiều nước tham sẽ gia, đọc cả thế. Mỹ và NATO tham gia đánh một lần, chứ không phải chỉ có mỗi Nga đâu. Mà người ta cũng cũng giải quyết công việc của đất nước người ta cũng một cách, nó đến giai đoạn cuối cùng, thậm chí là kêu gọi ông ta đầu hàng, ông Saddam Hussein ấy, kêu gọi ông đầu hàng. Ông có những cái bài phát biểu để đời đến ngày hôm nay. Đây là góc nhìn một cách nó thiển cận cá nhân em thôi. Thì thử hỏi ông Zelensky này, ông đóng góp được gì cho hòa bình thế giới? Ông có giúp cho cái tình hình của Myanmar nó ổn định hơn không? Ông có giúp cho tình hình Syria, người dân Syria tốt đẹp hơn không? Ông có giúp cho người dân Afghanistan đòi lại mấy chục tỷ đô la Mỹ đã giải ngân không? Để giúp cho người dân Afghanistan ổn định cuộc sống không? Đúng không ạ? Đã xây dựng những cái cơ sở y tế, trường học giúp cho các người dân ở Libya trở lại một cuộc sống bình thường như trước đây không? Ông chưa đóng góp bất kỳ một cái gì cả. Thậm chí đến quốc gia của ông còn làm cho tanh bành như ngày Tàn hôm nát. nay. Thì thử hỏi, thì trao giải cho Nobel cho ông này, hòa bình cho ông này, nó có xứng đáng không? Mà nếu nó xứng đáng, mà là chắc chắn ông ấy được trao ạ. Nếu như ông được trao thì theo em nghĩ cái giải Nobel này, một là nó không còn ý nghĩa gì, nó không còn ý nghĩa gì của cái trong cái Tiêu di chí. chúc, cái ý nghĩa của ông Nobel, mà cái ông Nobel ông để lại cái giải thưởng này đó, thì theo em nghĩ nó không còn ý nghĩa gì nữa. Và ngược lại là em lại cảm nhận được là tất cả các giải thưởng hay cái tổ chức leve xung quanh, trước đây em cũng muốn đề cập đến các cái tổ chức leve xung quanh, cứ gọi là phi chính phủ hay là thế này thế nọ, thì cũng đều là công cụ để thực hiện cái bá quyền của Mỹ và phương Tây thôi. Chứ ngoài ra nó không Đúng có rồi. cái tác dụng gì để kích thích sự phát triển của thế giới Chẳng ý em. Đồng nghĩa ý cái góc độ sự cống hiến của một con người đã, thì anh nghiên cứu, anh trao đổi, anh bình bầu, anh đưa ra lựa chọn một cái người tiêu biểu, em đồng ý. Thế nhưng chúng ta nhớ lại xem, nhớ lại xem, nên kể cả ông Barack Obama đúng không ạ, thì khi mà ông đoạt giải Nobel hòa bình xong thì ông cũng làm cho mấy nghìn tấn bom xuống đất nước người ta, cũng giải Nobel hòa bình. Dĩ nhiên về góc độ người dân thì em chỉ nhìn nhận như thế, chứ không dám lên án và phê phán những cái người này. Mặc dù người ta có nghỉ rồi hay là chưa nghỉ thì người ta cũng ít nhiều, người ta cũng là một tổng thống của một quốc gia. Đối với một người dân nghe mà phát biểu như thế có thể nó hơi lộng ngôn, nó hơi quá cái cho phép. Thế nhưng mà đó là em cảm nhận được là như vậy. Thế mình cũng phải nhìn nhận đánh giá xem các cái tổ chức, các cái giải thưởng này đưa ra nó có phù hợp không? Nó đúng có rồi. giúp tôn vinh cho cái đẹp không? Đúng không ạ? Nó có giúp tôn vinh những cái giá trị tốt đẹp nhằm phát triển cái hòa bình của thế giới không? Hay là phát triển cho nền y học của thế giới, khoa học của thế giới không? Hay là các cái giải thưởng này, các cái tổ chức này người ta đi tài trợ, đúng không ạ? Đi tài trợ, đi vinh danh cho những người chống đối, những người có thể nói là vô dụng, bất tài, phá hoại đất nước, thì nó có mang lại cái giá trị gì không cho với thế giới không? Thì đối với em cảm nhận như vậy. Còn xã hội bây giờ là thời kỳ phát triển, không có gì người dân không biết, trừ những cái tài liệu mật của các quốc gia, còn gần như là biết hết. Thế thì cũng rất mong, rất mong với trong tương lai đấy, Mỹ và NATO hay là EU đấy, được cho là cái nơi thiên đường nhất, là cái nơi đáng sống nhất, là cái nơi hạnh phúc nhất, là cái nơi nhân văn nhất, thì cũng mong các cái quốc gia có những cái đóng góp nó thực tế hơn đối với hòa bình thế giới, chứ không phải là sự can thiệp một cách trắng trợn của các quốc gia như vậy. Và cũng không nên, ông nên sử dụng các cái tổ chức gọi là phi chính phủ hay là các cái giải thưởng nó mang tầm quốc tế để vinh danh, để ca ngợi cái đối tượng chống phá bất kỳ một quốc gia nào, kể cả ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy. Em cũng rất đồng tình là những cái thành phần ấy, mà biểu tình ở đồi Capitol đấy, là nhà nước Mỹ cần phải bắt và xử phạt tù một cách nó nghiêm minh để bảo vệ cái tự do dân chủ của nước Mỹ. Thì ngược lại cũng mong nước Mỹ hãy ủng hộ Việt Nam trong việc xử phạt tù những thành phần như Phạm Đoan Trang ấy, để bảo vệ cái tự do dân chủ, nhân quyền của đất nước Việt Nam. Các anh đừng can thiệp một cách trắng trợn vào công việc nội bộ của nhau như vậy, nó mất đi
cái tình cảm, đúng không ạ? Cái tình cảm phát triển quan hệ hai nước bao nhiêu năm nay như thế, thì em chỉ chia sẻ thêm một góc độ như vậy. Cảm ơn anh cơ quan và tất cả mọi người đã lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều nha. Xin chào Trung. Cảm ơn Trung.